Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh 7 chỗ gầm cao, hạng sang, bền, việt dã. Thì ngày hôm nay em đang mang đến cho anh chị và các bạn có thể tham khảo qua về chiếc Toyota Land Cruiser Prado phiên bản TXR, sản xuất là năm 2016. Với những dòng xe của nhà Toyota thì nó sẽ không có quá nhiều đồ chơi cũng như là công nghệ như một số mẫu xe của thương hiệu khác như là Đức hay đến các thị trường khác. Với chiếc xe em đang cập nhật thì anh chị bạn có thể là qua trực tiếp Việt Tuấn Auto số 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội để có thể trải nghiệm thực tế về chiếc Prado 2016 này. Ở phần đầu xe thì nó vẫn nổi bật những cái chi tiết đèn chiếu sáng dạng bi kết hợp với dải đèn LED hay là hệ thống đèn halogen được kết phối kết hợp. Đèn gầm dạng halogen, mâm của chiếc xe thì nó sẽ được trang bị mâm hợp kim. Đầu xe thì nó nổi bật với những cái phần thanh lan ở phần lưới tản nhiệt của chiếc xe giúp cho chiếc xe này nó mạnh mẽ và hầm hố hơn. Mâm được trang bị mâm hợp kim và một dàn nốt của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là dày dặn anh chị ạ. Các bác có thể tham khảo qua từ những phần rãnh nốt cũng như là các chi tiết của chiếc xe thì em cũng sẽ cố gắng quay rõ và kỹ nhất cho anh chị và các bạn có thể tham khảo về chiếc Toyota Prado này. 7 chỗ ngồi rộng rãi, tính năng thực dụng, dễ vận hành, dễ sử dụng. Ở phần đuôi xe thì nó sẽ có trang bị cho anh chị và các bạn những cái gì? Đầu tiên thì ta có thể thấy qua thì xe có trang bị như đèn cảnh báo trên cao hay là hệ thống gạt mưa giấu sau cái phần cản đuôi gió phía trên, hay là những cái phần tính năng an toàn cảm biến được trang bị đầy đủ cho anh chị và các bạn. Cam lùi giúp cho anh chị và các bạn có thể lùi xe một cách an toàn, đảm bảo cho người phía sau cũng như là chính bản thân mình. Với cái không gian chứa đồ của chiếc xe thì nó cũng rất là rộng rãi. Với chiếc xe này thì nó sẽ có cho anh chị và các bạn hai cách, đó là mở chân kính này, hay là mình có thể là mở kéo ngang. Khi mà cần chứa được nhiều đồ thì mình lên kéo ngang ra thì nó sẽ chứa được nhiều đồ hơn và quá trình vận chuyển lên nó sẽ dễ dàng hơn. Ở hàng ghế thứ ba của chiếc xe thì nó sẽ dành cho hai người ngồi phía sau. Khi không sử dụng đến thì mình có thể gập phẳng để mình có thể chứa được nhiều đồ hơn. Ở những cái phiên bản đời này thì nó sẽ sử dụng là mở cái gập cơ thôi, chưa được trang bị gập điện. Còn ở những cái phiên bản mà cuối năm 2017 thì nó sẽ có trang bị thêm cho anh chị và các bạn chức năng gập điện hàng ghế thứ ba. Đây là những cái phần hai bên thì nó sẽ có trang bị những cái phần ốc bản lề. Những cái phần chi tiết ốc ác của chiếc xe thì em cũng cố gắng quay rõ chi tiết để anh chị bạn ở xa có thể dễ dàng theo dõi và đánh giá cùng em là chiếc xe Prado 2016 này là có đẹp hay không. Dọc thân xe thì anh chị bạn có thể ngắm qua thì nó có trang bị cho anh chị và các bạn như là thanh giá lốc thể thao này, hay là những cái phần chi tiết bậc lên xuống được trang bị là bậc cứng. Ở trên chiếc xe này thì bác chủ đã lên cho chiếc xe như là ốp bảo vệ, cánh cửa là tay nắm cửa này, hay là những cái phần chìa khóa thì nó sẽ có tự động đóng mở. Khi anh chị và các bạn cầm chìa khóa đến cạnh xe thì nó sẽ tự động mở ra, còn khi mình đi xa xe ra thì nó sẽ tự động đóng lại và khóa cửa anh chị nhé. Cái tính năng này thì nó sẽ cũng có cái rất là hay nhưng mà có nhiều cái cũng rất là bất tiện. Và bên trong đây thì nó sẽ có cho anh chị và các bạn những cái phần con ốc bản lề này và những phần cột kèo xoang cao su, những điểm để anh chị bạn có thể đánh giá được là xe có bị sửa chữa hay không. Ghế ngồi của chiếc xe thì nó vẫn rất là bền do xe sử dụng da cao cấp, không hề có hiện tượng nhăn nhúm gì cả. Xe thì cũng có khấu hao về thời gian sử dụng nên nó cũng có chút bị bạc. Cửa gió điều hòa thì nó nằm ở trên nóc trần, xe cũng được trang bị cả đèn trần luôn. Còn những cái phím điều chỉnh điều hòa thì nó sẽ là ở chính giữa trung tâm hàng ghế thứ hai. Với không gian khoang lái của chiếc xe thì nó sẽ mang lại cho người dùng những cái trải nghiệm gì? Đầu tiên thì cánh cửa nó sẽ có lên xuống kính một chạm tất cả các hàng ghế này, rồi là hệ thống loa được trang bị trên bốn cánh cửa. Và những bên trong đây thì nó sẽ có những cái phím điều chỉnh như là hệ thống chỉnh gương, rồi là tắt cảm biến. Vô lăng thì dạng 4 chấu tích hợp. Màn hình thì đã được nâng cấp lên màn hình Android rồi. Nó sẽ cho anh chị và các bạn nhiều cái trải nghiệm cũng như là tính năng hơn. Điều hòa tự động để nổ start top, rồi là các chế độ gài cầu, cần số của chiếc xe. Chất lượng ghế lái, ghế phụ của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp. Và năm sản xuất của chiếc xe thì anh chị bạn có thể xem ở phần cột đây. Với cột B này nó sẽ có đầy đủ các thông số về năm sản xuất cũng như là các thông số về áp suất lốp này, để anh chị bạn có thể là sử dụng làm sao cho nó phù hợp với nhu cầu của anh chị và các bạn đi bao nhiêu người.
làm cho chiếc xe nó vận hành nó sẽ tốt hơn. Và trải nghiệm khi mà anh chị bạn di chuyển, tăng tốc, vượt xe hay đi các cung đường, địa hình của chiếc xe nó sẽ tốt hơn. Với khối động cơ của chiếc xe, nó sử dụng khối động cơ là máy 2.7 2 cầu, nên cái khả năng vận hành của chiếc xe thì nó khỏi phải bàn rồi ạ. Độ bền, độ lành của chiếc xe thì được đánh giá cao trong rất nhiều năm qua, bảo sao cái mẫu xe này được rất nhiều người quan tâm và tìm kiếm mua. Với chiếc Toyota Land Cruiser Prado phiên bản Techno 2.7 2016 hiện tại đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái tầm giá chỉ khoảng 2 tỷ 290 triệu anh chị nhé. Giá em còn giảm và thương lượng.